Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ban giám đốc công an Lạng Sơn đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Ngày 12 tháng 5, một nguồn tin nội bộ tiết lộ với Thời báo chấm đê rằng Ban giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn đã bị bắt hết, từ giám đốc đến các phó giám đốc và trưởng phòng, với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, nhưng khi công bố sẽ nói là can tội buôn lậu. Cho đến lúc này, chưa có báo quốc danh nào đưa tin về vụ này. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 5, các báo lại đồng loạt loan Cục Phó C03 làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Nội dung các bản tin này hoàn toàn không đề cập đến Giám đốc tiền nhiệm cũng như ban lãnh đạo của Công an Lạng Sơn. Điều kỳ lạ nữa là người được bổ nhiệm làm tân Giám đốc Công an Lạng Sơn, Đại tá Vũ Như Hà, quê gốc Quảng Bình và đang cư trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Như vậy, ông Hà không có liên quan, dây mơ rễ má gì ở Lạng Sơn. Điều này cho thấy có vấn đề gì đó bất ổn đang xảy ra ở tỉnh biên giới này. Và đây là hình đại tá Vũ Như Hà, tân giám đốc công an Lạng Sơn. Câu hỏi đặt ra là, việc đưa ông Vũ Như Hà từ Sài Gòn ra tận Lạng Sơn là có ý đồ gì? Phải chăng do ban lãnh đạo của công an Lạng Sơn, thậm chí có thể là cả ban lãnh đạo tỉnh này đã nét bét, cần phải có một người từ bên ngoài, không có mối quan hệ dắt dây nào ở đây, đến để vãn hồi lại trật tự. Trên thực tế, việc ban giám đốc công an Lạng Sơn bị điều tra về tội làm gián điệp cho Trung Quốc đã được Thời báo chấm loan tin cách đây hơn 20 ngày. Cụ thể, bản tin vắng của Thời báo chấm ngày 22 tháng 4 loan rằng an ninh quân đội điều tra gián đoạn liên quan đến Vương Đình Huệ, phó giám đốc công an Lạng Sơn và trưởng phòng hình sự công an Lạng Sơn bị bắt vì tội công nhiên cướp tài sản của người nước ngoài. Nhưng thực ra làm gián điệp cho Trung Quốc. Mà hai người này là do Vương Đình Huệ xây dựng hiện đang mở rộng điều tra, an ninh quân đội đang thụ lý vụ án. Lạng Sơn, nguyên nhân sâu xa do nhóm doanh nhân Trung Quốc ở Lạng Sơn là công an mật. Bản tin vắng này đã được Thời báo chấm đê phân tích sâu hơn trong bài Huệ Vương liên quan đến hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, sự thật hay tin đồn, đăng ngày 24 tháng 4. Theo đó, thế lực chính trị phe Nghệ An của ông Trùm Họ Vương đã sập bẫy của cơ quan an ninh Việt Nam khi có các hoạt động và hành vi bán nước các đại tử trong ngành công an của ông Vương Đình Huệ tại Lạng Sơn đã dính bẫy tình báo Việt Nam và lộ ra hoạt động gián điệp của họ. Và đây là hình đại tá Thái Hồng Công, cựu giám đốc công an Lạng Sơn, người đã bị bắt giam. Giám đốc công an Lạng Sơn bị bãi nhiệm và nay đã bị bắt là đại tá Thái Hồng Công, sinh năm 1966, quê quán Hà Tĩnh, cùng phe Nghệ An với ông Vương Đình Huệ. Khả năng cao, thế lực chính trị của phe Nghệ An đã cấu kết với chính quyền Trung Quốc để cung cấp các thông tin tình báo nhằm gây hại cho lợi ích quốc gia của Việt Nam. Thời báo chấm đề không có khả năng để kiểm chứng các thông tin này. Tuy nhiên, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đệ tử của ông Vương Đình Huệ cùng phe với nhóm Nghệ An là những thành phần khá thân cận với Trung Quốc là điều mà ai cũng thấy. Còn nhớ, trước Hội nghị Trung ương 15 khóa 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng vẫn yếu thế trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng chỉ sau chuyến thăm Bắc Kinh của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng người đứng đầu phe Nghệ An lúc đó, vào tháng 12 năm 2015 thì tình thế đã đảo lộn. Và cuối cùng, Tổng Trọng là người chiến thắng trong cuộc đua vào chức Tổng Bí Thư của Đại hội 12. Hay phát biểu bị rò rỉ của tướng Trương Giang Long, cựu phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân vào năm 2017. Theo đó, ông Long khẳng định gián điệp Trung Quốc cài cắm ở Việt Nam rất đông, lôi kéo thành phần lãnh đạo cấp cao trong đảng Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ban giám đốc công an Lạng Sơn đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Cityland có thể cướp đất quốc phòng. Ngày 10 tháng 5, Báo Tiếng Dân đăng bài Ai bảo kê cho tập đoàn Cityland cướp đất quốc phòng của tác giả Hồng Ngọc. Tác giả nhận xét quân đội quân đội và công, hai thanh kiếm và lá chắn của đảng là lực lượng vũ trang nồng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thế nhưng có nhiều tướng ăn tạp trong hai lực lượng này. Họ trở thành tội phạm thay vì phòng chống tội phạm trong đó, một nhân vật từng đứng đầu Bộ Quốc phòng đã bỏ kê cho tập đoàn Cityland cướp đất quốc phòng. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả cho biết, ông chủ tập đoàn Cityland là Bùi Mạnh Hưng, sinh năm 1972, dân tộc Mường, quê Hòa Bình, là bạn chí cốt của Phùng Quang Hải, con trai tướng Phùng Quang Thành. Tướng Thành từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016. Theo tác giả, năm 2003, được sự chống lưng của cha con Phùng Quang Thành, Bùi Mạnh Hưng đã vào Sài Gòn, đăng ký thành lập công ty Hưng Hòa Bình, có trụ sở tại 8 trên 98 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Công ty này có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, Hưng nắm 98% vốn. Có thông tin cho biết, Hưng Hòa Bình rửa tiền cho bố con Phùng Quang Thành. Năm 2006, Bùi Mạnh Hưng đổi tên công ty thành công ty đầu tư địa ốc thành phố Cityland năm 2011 nâng vốn lên 650 tỷ đồng, hai cổ đông khác thoái vốn và Hưng nắm 100% cổ phần Cityland. Và đây là hình bùi mạnh hơn bên phải nhận huân chương lao động hạng 3 năm 2021. Vẫn theo tác giả, hành trình Cityland cướp đất quốc phòng do quân đội quản lý được Hưng và bố con Phùng Quang Thanh dàn dựng rất tinh vi. Tác giả kể ra một số dự án mà nhóm này đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng. Dự án biệt thự Mặt sông Cityland Riverside, địa chỉ số 10 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7. Dự án này được thực hiện do chuyển đổi 9,4 ha đất quốc phòng tại quận 7, lúc đó đang là nơi đóng quân của sư đoàn 367, quân chủng phòng không không quân. Dự án Cityland Garden Hill, Gò Vấp tại số 168 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Khu đất này vốn là tổng kho xăng dầu 186 bị di dời về nhân trạch Đồng Nai để nhường cho CityLand với tổng số tiền xác định là 1.021 tỷ vào năm 2008. Dự án CityLand Park Hill tại số 18 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp và CityLand Center Hill tại số 2 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Hai dự án này được thực hiện trên khu đất vốn thuộc xí nghiệp liên hiệp Z751, Bộ Quốc phòng, có tổng diện tích 34,68 hectare. Dự án du lịch sinh thái Đạch Tràm, Phú Quốc Dự án này nằm trong khu vực vườn quốc gia Lạch Trạm và cướp của dân gần 174 hecta đất, dự kiến vận hành vào cuối năm 2024 do Ủy viên Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt. Và đây là hình Đại tướng Phùng Quang Thanh, người được coi là đã bảo kê cho Bùi Mạnh Hưng. Tác giả nhắc lại việc tướng Phùng Quang Thanh đã bị loại tại Đại hội 12 của đảng vào năm 2016. Đại tá Phùng Quang Hải, con trai tướng Thanh cũng bị tước bỏ quân tịch cho về vườn. Tác giả bình luận, nhờ cướp đất, Cityland đã trở thành tập đoàn lớn, gồm có 15 chi nhánh và hàng chục công ty con, vốn điều lệ nâng lên 4.000 tỷ đồng. Tác giả dẫn các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2008 và kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021 chỉ ra sai phạm tại những dự án đã điểm danh ở trên. Sai phạm này bắt nguồn từ Bộ Quốc phòng với sự tiếp tay của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính cùng Văn phòng Chính phủ. Thế nhưng, Bùi Mạnh Hưng và đế chế Cityland vẫn vẫn như bàn thạch. Điều đáng quan tâm là dự án khu đô thị thương mại và nhà ở sông Bùi mới được tỉnh Hòa Bình phê duyệt ngày 2 tháng 5 có sự liên kết giữa Cityland và công ty Xuân Cầu Holding với tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng. Trong đó, Xuân Cầu góp 85% vốn, còn Cityland góp 15%. Vấn đề là làng Xuân Cầu nằm ở tỉnh Hưng Yên, chính là quê hương của đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người đang dẫn đầu trong công cuộc đốt lò hiện nay. Liệu điều này có hé lộ gì hay chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao Cityland có thể cướp đất quốc phòng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.